Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ Anphat News, nơi mà chúng ta sẽ cùng điểm lại những tin tức công nghệ nổi bật của tuần vừa rồi. Vậy 7 ngày qua đã có những sự kiện công nghệ thú vị nào? Hãy cùng Anphat Computer điểm lại ngay bây giờ nhé! Đầu tiên, lộ diện toàn bộ thông số của CPU Zen 14. Dòng CPU thế hệ 14 của Intel sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Thế nhưng, toàn bộ thông số của i5-14600K, i7-14700K và i9-14900K đã được lộ diện. Trong đó, ngoài i7-14700K đã được tăng lên thêm 4 i-core, i5-14600K và i9-14900K sẽ được giữ nguyên thông số core và chỉ tăng thêm xung nhịp. Một điều khá thú vị là thông số của i9-14900K giống 100% so với i9-13900KS, nên có thể tạm kết luận i9-14900K chính là i9-13900KS rebrand. Những dòng CPU mới này sẽ tiếp tục sử dụng socket LGA1700 và tương thích với những bo mạch chủ của thế hệ 13 hiện tại, nên người dùng sẽ không phải nâng cấp bo mạch chủ để sử dụng thế hệ CPU mới này. Thứ hai, CPU Intel thế hệ thứ 15 sử dụng socket LGA1851. Dù CPU thế hệ 14 còn chưa ra mắt, nhưng đã lộ thông số về thế hệ CPU 15 được mang tên Arrow Lake của Intel. Theo trang Eagle Lab, CPU 15 sẽ sử dụng socket mới LGA1851. Dù có nhiều chân pin hơn, nhưng kích thước vật lý của socket mới này vẫn sẽ tương đương với LGA1700 hiện tại, nên khả năng vẫn sẽ tương thích với những bộ tản nhiệt hiện đang có trên thị trường. Tuy nhiên, lực ép của tản sẽ tăng đáng kể so với LGA1700, nên khả năng sẽ cần một bộ ngàm mới để sử dụng được thế hệ CPU thế hệ 15 này. Với việc tăng lực siết tản lên, chúng ta có thể kỳ vọng hiệu quả tản nhiệt sẽ tốt hơn so với thế hệ 13 hiện tại, vốn gặp rất nhiều vấn đề về nhiệt lượng. Thứ ba, Overwatch 2 sắp có mặt trên Steam. Kể từ ngày 10 tháng 8, game thủ Overwatch 2 có thể chơi tựa game này trực tiếp từ Steam. Tuy nhiên, game thủ vẫn sẽ phải cần cài tài khoản Battle.net, và khi khởi chạy game từ Steam thì Steam sẽ phải thông qua Battle.net như cách mà Steam đang làm với những tựa game EA. Người chơi Overwatch 2 từ Steam và Battle.net vẫn có thể chơi cùng nhau. Đây được xem là một sự kiện khá lớn vì vốn dĩ Valve và Blizzard, hai công ty mẹ sở hữu Steam và Battle.net, là hai đối thủ cạnh tranh nhau từ lâu. Thậm chí, Battle.net còn ra đời trước cả Steam. Vì vậy, việc Blizzard và Battle.net đồng ý thỏa hiệp với Steam và Valve vẫn là một quyết định tương đối bất ngờ. Cuối cùng, hàng loạt ông lớn của làng công nghệ Mỹ yêu cầu chính phủ Mỹ nới lỏng chính sách buôn bán với Trung Quốc. Sau khi Tổng thống Joe Biden công bố sẽ siết chặt hơn giao thương về công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc vì tốc độ phát triển chóng mặt của Trung Quốc trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, hàng loạt gã khổng lồ về công nghệ là Intel, Nvidia và Qualcomm đã yêu cầu họp mặt riêng với chính phủ Hoa Kỳ về yêu cầu nới lỏng những điều khoản này. Dù nội dung chi tiết của cuộc họp này không được tiết lộ, nhưng nhìn chung tất cả các tập đoàn này đều mong muốn chính phủ sẽ không cản trở họ trong việc xây dựng và phát triển tầm ảnh hưởng trên đất nước tỷ dân. Ngoài ra, việc thắt chặt giao thương giữa hai nước sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu của những tập đoàn này. Các phân tích viên dự định thiệt hại cho riêng Nvidia có thể lên đến 10% trong lĩnh vực data center. Ngoài ra, những dòng GPU nguyên cho AI của Nvidia cũng bán rất chạy ở Trung Quốc. Đó chính là những tin tức công nghệ đã diễn ra trong 7 ngày vừa qua. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin công nghệ tiếp theo vào 9 giờ sáng thứ hai hàng tuần. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một share và một subscribe nhé!